Theo phản ánh của người dân, các xã Thọ Xuân, Trung Châu, huyện Đan Phượng, tình trạng xe quá trọng tải, cơi nới thành thùng chuyên chở các nguyên vật liệu xây dựng hoạt động ngày đêm gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mặt đê, gây bức xúc trong dư luận và xã hội. Theo thiết kế, tuyến đường đê này sức chịu tải của đường chỉ cho phép là 12 tấn. Tuy nhiên, thực tế hình ảnh ghi nhận của phóng viên thì những chiếc xe hô gu, xe đầu kéo siêu trường siêu trọng vẫn thường xuyên hoạt động. Các xe trọng tải lớn liên tục ra vào hai bãi tập kết cát sỏi, vật liệu xây dựng sát mép sông thuộc địa bàn hai xã Thọ Xuân và xã Trung Châu, huyện Đan Phượng. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía Tây Hà Nội. Chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, thịnh vượng Green Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Vinh Group. Có thể thấy rõ tình trạng chở vật liệu xây dựng quá khổ, cơi nới thành thùng, không che chắn kỹ khi đi qua tuyến đê làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình, gây mất an toàn đê điều. Người dân địa phương cho biết, dọc bờ hữu sông Hồng có một số điểm khai thác cát trái phép và hai bãi tập kết vật liệu xây dựng. Do đó, xe tải nặng, chuyên chở đất, cát đi tiêu thụ qua tuyến đê khá tấp nập. Dù tuyến đê này có biển hạn chế trọng tải là 12 tấn, nhưng dường như không có tác dụng với xe chở cát này. Người dân cũng cho biết, từ lâu nay, những chiếc xe hô gu 3-4 chân cơi nới thành thùng gấp nhiều lần trọng tải cho phép, chở đất cát có ngọn, vương vãi cát, sỏi ra đường vẫn hoạt động thường xuyên mà không hề thấy bóng dáng lực lượng, chức năng xử lý. Theo quan sát, một số xe chở cát có khối lượng ước tính từ 15 đến 30 mét khối, khối lượng cả cát lẫn xe khoảng 30-40 tấn, trong khi kết cấu sức chịu tải của tuyến đường đê này chỉ là 12 tấn. Thì việc tuyến đê bị hư hỏng, rạn nứt mặt nhựa, lún sụt, phá vỡ kết cấu của công trình là điều không thể tránh khỏi. Người dân mong muốn cơ quan và các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng bến bãi tập kết vật liệu xây dựng sai phép và trái phép. Đặc biệt là xe chở vật liệu cát sỏi hoạt động trên các tuyến đê huyện Đan Phượng đảm bảo an toàn giao thông. Trước sự việc trên, phóng viên đã liên lạc làm việc với Công an huyện Đan Phượng và Ủy ban Nhân dân xã Thọ Xuân, Trung Châu để làm rõ sự việc.